Hồi nãy tiếp nối cái T đầu tiên đó là tâm thế, thì bây giờ tới tiếp tục chữ T nữa đó là thái độ bạn ơi. Thái độ với cũng là ba T nữa trong phần thái độ này nha, đó là bạn phải tự giác. Cô Nhung có thể dùng một cái từ khác đó là chủ động đó các bạn, rồi tự giác này, tự giác làm việc gì cũng phải tự mình tìm hiểu. Bây giờ mình đã 18 tuổi rồi, các bạn mà K10 18.1 á, các bạn khóa 18.1 thì chắc chắn là đã 18 rồi, 18 cộng rồi các bạn. Bởi vì chúng ta sang năm 2022 được 11 ngày rồi. Cho những bạn sinh vào tháng 12 đi nữa, kể cả bạn sinh vào ngày 30 tháng 12 đi nữa ha. Đó thì bạn cũng đã là sang cái tuổi 19 rồi, đã là 18 cộng. Cho nên phải tự giác ha, chúng ta phải tìm kỹ, làm gì cũng phải tìm hiểu, tìm rồi hiểu các bạn nha. Không cần người khác phải nhắc nhở đốc thúc mình nữa, mình tự làm chuyện đó luôn. Được chưa? Những vấn đề đó liên quan tới cuộc sống của mình thì mình phải tự giác tự chủ ha. Tiếp theo à, đó tự giác tự chủ là cái khả năng của bản thân các em á, sẽ đưa ra các cái quyết định sáng suốt mà xuất phát từ chính bản thân mình, và nó có thể được nghe cái sự hướng dẫn, cái sự tư vấn, sự góp ý từ phía những người khác, những người lớn trong gia đình như là ba mẹ hay anh chị em hay thậm chí thầy cô. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng các bạn, cái chịu trách nhiệm cho quyết định đó vẫn là bản thân các em. Cho nên cô Nhung dùng cái từ ở đây là tự chủ. Ngoài tự giác là bản thân mình chủ động đi tìm hiểu, thì cái thứ hai là tự chủ ha, mình quyết định lấy cái điều của mình, có sự tư vấn giúp đỡ hỗ trợ từ phía những người xung quanh của mình, những người thân yêu, bạn bè, thầy cô, nhưng mình là người chịu trách nhiệm cho cái quyết định đấy. Và cái từ cái chữ T thứ ba trong cái phần gọi là cái thái độ này các bạn, đó là tò mò. À bạn ơi, thế giới xung quanh chúng ta bây giờ mình mở rộng ra địa bàn rồi, không cần là cái trường trung học phổ thông của mình nữa, hay là với những bạn khóa 18.1 như cô Nhung đã được khảo sát sáng nay ở lớp cô Nhung dạy, thì có nhiều bạn đã nghỉ ở trường khác, thậm chí nghỉ ở hai trường, thậm chí các bạn đã đi du học ở Nhật Bản và bây giờ quay trở về Việt Nam và chọn FPT Polytechnic là cái nơi, là cái bến đỗ để tiếp tục xây cái ước mơ tiếp theo của bạn. Đó thì bạn sẽ rất là tò mò về nhiều thứ, tại vì mỗi nơi sẽ mang một cái bản sắc riêng, những cái hay riêng ha, háo hức tiếp nhận và khám phá những điều mới. Vậy là các bạn, cô Nhung đã nói tới cái 3T trong phần thái độ này: tự giác, tự chủ và tò mò. Trước đó cái tâm thế thì cũng đã nói tới gì nữa, thể hiện mình tự lập dần dần và tự tin hơn, đúng không nào? Đó là cái chia sẻ của cô Nhung cho cái phần chuẩn bị ha. Ngoài tâm thế sẽ là thái độ như thế nào đó, thì cái chữ 3T đó.